Mẹ, có chuyện gì vậy? Có cái gì thì mẹ nói cho con biết. Ôi mẹ thương con trai mẹ quá. Mẹ thấy cuộc đời này sao nó ngộ quá con. Cái hạnh phúc nó quá là mong manh đi con à. Tại sao có những người á, trước mặt mình người ta đối xử với mình á, Sao mà coi như không có chuyện gì xảy ra vậy hả? Sao mà giả tạo vậy? Tại sao sau lưng mình người ta lại đối xử với mình như vậy hả? Trước mặt thì làm như yêu thương lắm, sau lưng mình lại có một người khác ngay là sao? Con hiểu rồi, là ba. Là ba đúng không mẹ? Thôi mẹ đừng có bênh ba nữa. Con biết quá mà. Một người đàn ông cái bề ngoài như vậy, phụ nữ nào mà không mê? Ba ngoại tình là đúng. Mẹ bỏ ba đi, bỏ ba đi. Dù sao mẹ vẫn còn con. Trời Tú ơi, ngoại tình là có thiệt, nhưng mà nó lại không phải rơi vào hoàn cảnh của mẹ, mà lại rơi vào hoàn cảnh của con trai mẹ. Bởi vì cái người ngoại tình là vợ của con, là con Nhã. Mẹ thấy nó đi với một người đàn ông khác, không phải là con. Con chào mẹ. Anh. Con vui vẻ quá. Thế chả lẽ con phải buồn ạ? Tú, mặt của vợ con nó đang căng tràn kia kìa. Con hãy nói một câu gì cho nó trùng cái mặt nó xuống đi con. Em không được vui nữa. Tại sao? Tại sao em đi với trai? Em đi với trai hồi nào? Tại sao em đi với trai mà em không bịt khẩu trang lại, không đeo mắt kiến vô, không ngụy trang đi, để cho mẹ thấy. Hên là ngày hôm nay mẹ thấy nha. Lỡ mà để hàng xóm thấy rồi đồn cho mẹ, rồi xấu mặt mẹ thì sao? Tú à, mẹ có một cái cảm giác hình như con dạy vợ con có một chút gì đó sai sai thì phải. Con dạy kiểu đó thì làm sao vợ con nó ngộ ra một cái vấn đề là lỗi của nó. Con nghe mẹ dạy đây nè. Nhã. Dạ. Tại sao con có thể làm được cái điều đó? Điều gì ạ? Tại sao con có thể cắm một cái cù ngoéo lên đầu thằng con trai yêu quý của mẹ như vậy được? Cù ngoéo là cái gì mẹ? Là nó giống như là cái mắc áo như vậy nè, để người ta máng quần áo đó, con hiểu chưa? Cô không hiểu hả? Ý nói là cô cắm sừng tôi đó. Hiểu chưa? Do you understand? Em cắm sừng anh người nào? Con đừng cãi. Mẹ đã thấy con đi với một người đàn ông khác. Cái người đó không phải là thằng Tú con của mẹ, mà là một người đàn ông khác. Là Tùng. Tùng. Tùng má. Là Tùng. Là Tùng. Chả lẽ Tùng là tên một người đàn bà tên Tùng sao? Tùng là tên một người đàn ông đúng không nào? Thì Tùng là người đàn ông, nhưng mà anh ấy biết mà, đúng không? Anh giải thích cho mẹ đi. Em trời đi cùng với Tùng mà, chứ trời không phải ơi, đi với ai đâu. Trời ơi, nó nhân nhân lên mặt, nó nhân nhân lên kìa. Như vậy có vậy mà con còn có thể, con có thể nói một cách vô tư lự như vậy được à? Đó. Con thấy, con hỏi nó đi. Đến giờ phút này mà nó còn nói cái kiểu như vậy được. Mẹ, được được. Vợ con đi với Tùng. Rồi rồi, thôi thôi, nếu thế thì thôi, con tự dạy vợ con. Mẹ không nói nữa. Tùng. Kỳ quá. Này đổi gió nữa. Tự nhiên chăn ấm nệm em không nằm. Đất gì? Anh thích đúng không? Mặt anh đang cười toe toét kia là anh thích đúng không? Nằm đi. Nằm đi. Thì em xuống nằm với anh. Anh điên à? Cái chỗ đấy là dành cho anh, chỗ này là của em. Hiểu chưa? Anh biết vì sao không? Tại sao? Vì em phạt anh vì cái tội ăn nói rất là vô duyên. Ví dụ mà bây giờ mà có phạt thì phạt cái miệng của anh chứ, tự nhiên phạt nguyên cái người anh xuống đất nằm chi vậy? Bởi vì em không cắt được cái miệng của anh, cho nên miệng ở đâu thì người ở đấy. Ví dụ này nằm. Ôi trời ơi, biết sao không? Ở dưới đất á, cái hơi lạnh nó nguy hiểm lắm. Nó sẽ ảnh hưởng tới cái hệ thần kinh, mà hệ thần kinh nó sẽ đẩy qua nhiều cái bệnh khác. Tiêu hóa nè, sinh sản nè, nhiều lắm, nói chung là không được. Đừng nói nhiều, ngủ đi. Mà vợ ơi, thôi mà, cho anh lên nằm chung đi. Anh nói nhiều quá nhá. Nhá. Mà anh nhức đầu. Nghe ai ngủ đi. Đầu làm ơn vợ ơi. Em bực rồi đấy nhá. Vợ ơi, nhức đầu quá mà không cho lên. Trời đất ơi, cái gì vậy nè? Mà mẹ không thể nào ngủ được à?
đang nhức đầu hả? Chồng con nhức đầu mà con để nó nằm bình thản ở dưới đất vậy, còn con thanh thản ngủ trên giường vậy, con coi được không? Mẹ ơi, nhưng mà bé nhức đầu. Nhức đầu lắm mẹ ơi, bé nhức đầu muốn chết luôn nè. Con chờ mẹ một chút xíu đi, mẹ sẽ lấy thuốc nhức đầu cho con. Nhưng mẹ không thể nào hiểu được cái cách sống vợ chồng của tụi con là như thế nào. Thật là du mục, thật là rừng rú, thật là không có giống gì một cuộc sống mà của một cặp vợ chồng. Nói thật là mẹ rất là thất vọng. Tự nhiên đánh anh. Tất cả cũng tại anh á. Anh làm cho mẹ, mẹ giận em, mẹ hiểu lầm em rồi. Bây giờ anh còn bày cái trò đấy ra, mẹ càng ghét em hơn. Em mắc cười quá. Mẹ vô mẹ la em, anh thấy mẹ la em, anh nói đỡ cho em còn muốn gì nữa. Nói đỡ bằng cách là lăn lộn ra sân kêu con nhức đầu lắm. Thế là thế nào? Giờ... thì không bao giờ mình có duyên gì cả, em bực cả mình. Bây giờ mẹ lỡ hiểu lầm rồi thì mình phải giải thích. Giờ hôm ấy anh dắt tay em xuống gặp mẹ để giải thích. Với điều kiện. Gì? Cho anh lên giường ngủ nha. Giải thích đàng hoàng đi rồi chuyện đến tính sau. Mẹ ơi, mẹ ơi đừng có bực mình, bé còn mệt hơn nữa đó. Mẹ ơi. Cái gì vậy mẹ? Nhai. Cái gì đấy mẹ? Con không phải hỏi. Con không lo được cho chồng con thì con để đó cho mẹ lo cho nó, con không phải hỏi. Chồng bệnh hoạn không lo lắng không gì hết. Cứ thế. Mẹ ơi, nếu mà đấy là thuốc ý, mẹ không cần cho anh ấy uống đâu. Anh ấy không vấn đề gì đâu ạ. Ai nói em không vấn đề? Anh làm gì có bệnh? Làm gì không bệnh? Anh có bệnh sợi độ cao anh biết không? Đó. Mẹ con còn bị nhức đầu nữa. Đó. Bây giờ chồng bệnh con cũng đâu thèm quan tâm đâu đúng không? Con đâu có biết chồng con bị cái bệnh gì trên cuộc đời này. Uống đi con. Mẹ. Thuốc rồi sao đó chưa thuốc chưa này tăng. Thuốc này là thuốc gia truyền của gia đình anh Kiệt đó. Trời ơi, lâu lâu nói chữ anh Kiệt mẹ cũng bị lói tim hết hồn. Của bên ba đó có biết không, nó được làm á từ năm cái loại gọi là thịt, mà thịt cái phần lương á, cái phần lương mà loại nạc của năm loài bò sát, gọi là cóc nè, ảnh ương nè, nhái bén nè, thằng lằn nè, rồi mối, rắn mối, đại khái là như vậy. Rồi người ta lóc ra xong người ta phơi khô. Cái gì em chưa nói xong mà. Chào bác, con là Tùng, bạn của Nhã. Hôm nay con có hẹn gặp Nhã đó. Cậu vô tới xào huyệt đây luôn á hả? Cậu là Tùng đúng không? Dạ. Cậu chở Nhã đi ngoài đường đúng không? Dạ đúng rồi. Cậu chở Nhã cậu có thích không? Dạ thích chứ. Trời mà bác ơi, bà Nhã bà kỳ lắm. Mỗi lần mà con chở á, cỡ nào cũng ôm con chặt cứng luôn á. Con kêu về ôm chồng đi, đâu chịu. Ôm con có bụng sáu múi sướng hơn. Trời tôi tức dễ sợ luôn, cái thằng Tú thiệt á. Nói nó hoài à, đi tập đi không là không à. Nói cho cậu biết, ngày xưa thằng Tú nó là Mỹ Nam đó, nó là soái ca đó, còn con kia là thần tiên tỷ tỷ đó. Bây giờ nó là heo ca rồi, tức thiệt là tức luôn mà. Nói vậy thôi nhưng mà cậu không có cửa với con tôi đâu. Xin lỗi ha, so với thằng Tú á, cậu cũng được là Thúy Dân Thúy Kiều đâu. Mà nói cho cậu biết, 1910 cũng có cửa đâu ha, xin lỗi ha. Bác ơi, Nhã cũng có kể về bác đó. Cái gì? Nó nói xấu tôi nữa hả? Để con nó nói về tôi trong trường hợp nào vậy? Cái kỳ mà công ty con được nghỉ mát á bác. Kỳ đó Tú đâu có đi đâu, con với Nhã phải ở chung phòng. Trong cái lúc đó là Nhã có kể về bác. Ở chung phòng à? Dạ. Thế có chung giường không? Dạ chung chứ, ngủ chung. Sướng lắm, vui lắm. Có đắp chung mền không? Chung luôn. Ôi trời ơi, trời ơi, dễ sợ quá. Ôi con về tới rồi. Tú. Ủa mới tới hả? Mới tới. Nhân chứng vật chứng, vô tận xào huyệt luôn. Wow. Đây, cái người này, nhân tình của con Nhã đi vô tới tận đây để gặp con Nhã, vừa mới buông lời nói cho mẹ nghe. Trời, nó không coi cái bản mặt của mẹ ra cái bản mặt gì hết trơn hết trọi. Nó nói thẳng vô trong mặt mẹ là nói với con Nhã đang ngủ chung giường, ở chung phòng và cùng đồng lòng đồng sức nói xấu mẹ. Trời ơi trời, trời ơi. Ngủ chung giường. Chung giường. Chung chăn. Chung chăn, chung gối. Trời ơi. Con thấy bình thường mà.
bình thường mà. Tùng với Nhã là bình thường mẹ ơi. Mẹ hiểu lầm rồi, được rồi. Tùng bình thường, không sao hết á. Bạn không mà. Bình thường là bình thường sao? Cái chuyện nó ngủ với con Nhã mà con nói nó là bình thường. Con nói mẹ nghe, mẹ nghĩ xa quá. Không những á Tùng ngủ chung với Nhã, đôi khi có vài lần còn rủ hai đứa con ngủ chung mà. Cái gì vậy mẹ? Đi tìm cái điểm để mà mình phải đỡ, mình phải trụ lại chứ không mình chết. Dễ thương ghê. Sao mà ưu bảo tôi dễ. Mà sao chết tới chậm vậy? Hả? Để mẹ chồng nghi ngờ kìa, hiểu lầm tùm lum kìa. Thì đấy, thì hôm nay mới bảo chế đến đây để giải thích cho mẹ chồng đấy. Chế tắt cái gãy răng bây giờ chế gì đây mẹ? Cái vấn đề ấy là bác ơi, Nhã đã có chồng và con cũng có chồng. Bây giờ chưa? Cái gì? Mình có chồng, cậu có chồng lại có sao? Trời ơi, mấy đứa nhỏ tụi bay bây giờ huyền thoại quá à. Có chồng lại có sao? Thì con là vợ, còn chồng của con là chồng của con. Bây giờ chưa? Sâu sắc nữa, sâu sắc nữa. Vợ là vợ sao? À thôi bác ơi, thế giới của con nó huyền bí lắm. Huyền bí lắm, thôi mẹ đừng hiểu làm gì cho nó mệt. Đại khái là Tùng ý, cái này đấy, đối với con là Tùng chỉ là chị em bạn gì thôi. Chị em gái đấy, chị em gái. Nhìn cái mặt là biết không có hiểu rồi. Thôi được rồi, con biết lúc trước là lỗi của con, khi con đã giải thích cho mẹ không hiểu. Bây giờ con chốt lại một lần nữa để cho mẹ hiểu rõ hơn. Mẹ nghe tức này, là Nhã sẽ không bao giờ ngoại tình được với Tùng. Đúng. Nếu có, chỉ ngoại tình với những người đàn ông khác thôi. Nó mày lấy cái băng keo nha, mẹ dán bít cái miệng mày lại. Mẹ có đồng ý với con là rất đẹp nhưng không bao giờ có duyên.